Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và cơ sở xin đặc biệt được gửi lời cảm ơn đến các cô chú và anh chị khách hàng đã ủng hộ cho cơ sở các sản phẩm sau đây. Vâng, trước khi xuất xưởng các sản phẩm này, cơ sở xin phép cô Bảy, chú Quýt và anh Tùng, cơ sở sẽ cùng lên sóng các sản phẩm này để báo giá lại đến toàn bộ quý anh chị khán thính giả trên sóng YouTube, và đặc biệt là ba khách hàng đặc biệt mua các sản phẩm này của cơ sở bên em. Vâng, sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho quý anh chị cùng xem và tham khảo. Đầu tiên với chiếc kệ gian, đây là chiếc được làm với kích thước 2m2, cơ sở sẽ giao đến cho cô Bảy với giá là 20.500.000. Với yêu cầu của cô đó là làm thêm cho cô một chiếc tầng kính. Không biết là cô sẽ làm cái gì, nhưng cơ sở luôn luôn đáp ứng theo yêu cầu cho cô nhé. Với chất liệu gỗ gua đỏ 100%, đây là một cái sản phẩm cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Khi mà chiếc sản phẩm này vừa là chiếc kệ tivi, vừa có thể sử dụng làm bàn thờ, và cũng vừa có thể sử dụng làm một chiếc tủ trưng bày trang trí. Với chất liệu gỗ gua đỏ 100% hết trên tất cả các chi tiết, từ các cái phần mặt tiền cho tới các phần cạnh hông và cho tới các cái phần mặt sau, quý anh chị nhé. Cơ sở làm hoàn toàn là chất liệu gỗ gua đỏ 100%, không có pha với bất kỳ một cái loại gỗ nào đó. Và công tác trước khi đi giao thì cơ sở đều sẽ cho anh em kiểm tra thật là kỹ lại trên cái sản phẩm của mình, từng các chiếc cánh được cân chỉnh, từng các chi tiết được làm trơn tru và mượt mà nhất trước khi giao đến cho khách hàng. Phải nói rằng đây là một công đoạn rất là quan trọng của cơ sở. Luôn luôn tất cả các sản phẩm trước khi xuất xưởng là bên em đều cho anh em kiểm tra rất là kỹ và rất là chi tiết trên từng sản phẩm, từng chi tiết, để các sản phẩm khi giao đến cho khách hàng luôn luôn trong một cái tình trạng tuyệt vời nhất, quý anh chị nhá. Đó, chiếc tủ này thì phần trên chúng ta dùng để làm tủ trang trí, còn phần dưới chúng ta dùng làm chiếc tủ để đồ. Đó, có 4 cánh và 3 buồng, sẽ để được rất là nhiều đồ ở trên này. Vâng, và đó là sản phẩm đầu tiên cơ sở giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khán thính giả. Tiếp theo, đây sẽ là bộ ghế cơ sở giao đến cho anh Tùng, có địa chỉ tại Định Quán. Một bộ ghế Louis trên chất liệu đó là gỗ mun đuôi công, một sản phẩm cực kỳ là đẹp và chất lượng. Hơn nữa, sản phẩm này còn được cơ sở ưu đãi một mức giá cực kỳ hợp lý. Sản phẩm có giá là 39 triệu và được ưu đãi một mức giá còn lại là 37 triệu đi kèm với các phần quà tặng mà cơ sở cũng có sẵn luôn. Đó là những chiếc hộp khăn giấy, những chiếc gạt tàn và những bộ kính cơ sở sẽ cắt sẵn đầy đủ và tặng kèm luôn. Có thể nói rằng đây là một bộ ghế cực kỳ là đẹp và cái mức giá của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn, quý anh chị nhé. 30 mấy triệu thôi, một bộ ghế Louis Hoàng gia cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp. Tiếp theo, đây là bộ ghế cột 12 trên chất liệu đó là gỗ gua đỏ tự nhiên 100%, thuộc tiêu chuẩn của chất cây loại 1, hàng lành nhất, sạch nhất và đẹp nhất, sẽ được cơ sở giao đến cho chú Quýt. Đây là tiêu chuẩn cột 12 6 món, bao gồm 2 chiếc ghế đơn, 1 chiếc bàn, 2 chiếc ghế đôn và 1 chiếc ghế băng dài, thuộc tiêu chuẩn của chất cây loại 1. Đó, sản phẩm này cơ sở xin báo giá đó là 46 triệu, có tiêu chuẩn là tay rồng và tiêu chuẩn mặt ván chèn 2/3 và ghép sau, chất cây loại 1 cực kỳ lành sạch và cực kỳ là đẹp. Đúng chất lượng cây và đúng chất liệu gỗ gua đỏ, đúng với tiêu chuẩn của hàng loại 1, quý anh chị nhìn chất cây cực kỳ là đẹp, quý anh chị nhá. Đó, Minh Quốc Đào, một cái sản phẩm có thể nói là sắp tới đây chắc chắn đây sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ là hot của cơ sở luôn. Rất nhiều tiêu chuẩn, đây là một cái tiêu chuẩn mà cơ sở làm về chất cây là cao nhất, và trên cùng cái tiêu chuẩn của cái hàng này thì đây là một cái tiêu chuẩn trung bình nhất. Ngoài ra cơ sở bên em còn có các cái tiêu chuẩn cao hơn mà ngay sau đây cơ sở sẽ quay cho quý anh chị một lô đầu tiên mà cơ sở đã có mộc nha. Vâng, còn một điều nữa cơ sở muốn chia sẻ, đó là trong năm nay đối với những khách hàng mua hàng với hóa đơn từ trung bình trở lên, cơ sở sẽ cân đối tặng cho quý anh chị
những voucher mua hàng giảm giá. Có những voucher ưu đãi lên đến 20 triệu cho từng cái mức độ giá trị mà quý anh chị mua hàng. Thông tin chi tiết cơ sở có ghi ở trên các cái phần mặt sau. Quý anh chị mua hàng tại cơ sở Mộc Nam Huy với tầm mức giá từ giá trị đơn hàng từ 20 triệu đổ lên là quý anh chị sẽ nhận được những cái voucher với những cái phần ưu đãi tương ứng. Tiếp theo, cơ sở xin quay và báo giá cho quý anh chị những bộ ghế cột 12 thuộc tiêu chuẩn cao hơn. Đây là các sản phẩm mà cơ sở đã hoàn thiện mộc, tổng cộng là 4 bộ chất liệu gỗ gua đỏ với giá là 56 triệu thuộc chất cây loại 1, có mặt ván chèn liền là 3 phân không ghép sau, có cả bàn hộc kéo và đôn hộc kéo. Đặc biệt thì phần đôn hộc kéo còn được nâng cấp là làm là to bằng chiếc bàn luôn, là một tiêu chuẩn rất là mới. Và thêm nữa đó là các cái phần chỉ cổ cơ sở vẫn giữ nguyên, đó là chỉ cổ 2 tầng 2 lớp, nhưng mà năm nay là cơ sở sẽ làm lên thành 3 tầng. Thay vì là 2 lớp 2 tầng thì cơ sở làm lên thành 3 tầng để nhìn cái sản phẩm nó tăng thêm cái phần thanh thoát và tăng thêm cái tính chất lượng. Đó, chất cây loại 1 năm nay sẽ tiếp tục là những cái sản phẩm thế mạnh của cơ sở luôn. Khi mà quý anh chị hoàn toàn là có thể kiểm tra luôn cả các cái phần gầm và các phần đáy quý anh chị nhá. Đó. Vâng, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay và đã cùng ủng hộ cho cơ sở các sản phẩm trên. Cơ sở đang cho anh em kiểm tra và cân chỉnh các sản phẩm trước khi đi giao. Trên các cái sản phẩm tủ, giường, ví dụ như vậy thì cơ sở sẽ kiểm tra các chi tiết liên quan đến các cái phần gọi là độ cân bằng, các cái phần cánh xem là nó khít và nó bằng chưa. Còn trên bàn ghế thì cơ sở cũng sẽ kiểm tra ở trên các cái mặt bằng, duy nhất ở đây là một tấm đá, kiểm tra độ cân bằng cũng như là kiểm tra các phần tay tì và các cái chi tiết, ví dụ như trong quá trình làm sơn, làm nguội chưa đạt thì cơ sở sẽ còn cho anh em kiểm tra lại thật là kỹ trước khi đi giao. Xin được cảm ơn ba khách hàng đặc biệt đã ủng hộ cho cơ sở bên em những sản phẩm trên, và xin được kính chúc quý khách hàng và gia đình một luôn luôn dồi dào sức khỏe và công việc thì luôn luôn thuận lợi. Cảm ơn sự tin tưởng của toàn thể quý khán thính giả đã dành cho cơ sở Mộc Nam Huy, và những sản phẩm này, những sản phẩm chất lượng sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành của cơ sở, và sản phẩm sử dụng tốt, sử dụng bền sẽ thay cho minh chứng về các sản phẩm chất lượng cũng như là về uy tín của cơ sở. Mộc Nam Huy xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các video kế tiếp.